Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn. Hôm nay tiếp tục chia sẻ về đầu tư bất động sản. Chúng ta sẽ bàn luận đề tài tại sao nên mua nhà. Khi các bạn đến định cư tại Mỹ trong 2 năm đầu thì mình phải làm nhiều việc, phải kiếm việc làm, phải kiếm chỗ ở tạm, phải làm tất cả giấy tờ, phải để dành tiền, phải tạo tín dụng. Những cái đó là mình đã nói hết trong những video trước. Hơn nữa, ngân hàng họ đòi hỏi là phải có một việc làm vững chắc 2 năm thì họ mới cho mượn tiền. Cái đó là không có phải là bắt buộc phải vậy á. Nếu mà bạn làm được có nhiều tiền, giống như là bạn làm kỹ sư, bạn làm bác sĩ, hay là bạn mở tiệm nail, bạn làm nhiều tiền thì bạn đóng tiền cọc hơi cao, là từng chừng 30% trở lên, thì là họ không có đòi hỏi là phải 2 năm. Nhưng mà có nhiều bạn nói với mình là chứ mua nhà trả tiền lời nhà ngân hàng, là bây giờ mua nhà 100.000 trả tiền lời ngân hàng, sau 15 năm là mình trả cho nó cũng gần gấp đôi, cũng gần 200.000, trả lời lẫn vốn. Thành ra người ta không muốn mua. Nhưng bạn ơi, cái hệ thống thuế của Mỹ nó tạo lập ra để cho được nhiều quyền lợi, giảm thuế, giảm cái tiền thuế cho những người làm chủ nhà. Vấn đề thứ nhất, nếu bạn mua nhà thì tiền lời mà bạn trả cho ngân hàng nó là tax deductible, tức là giảm thuế. Ví dụ như là các bạn làm 100.000 đô năm, nó trừ, nó cho được trừ về mỗi người vợ chồng này kia, thì bạn còn lại gì, bạn còn lại là 70.000 đô. Và cái nhà của bạn đó là bạn mua nhà mà tiền một tháng đó, đóng 3.000 đô, mà trong 3.000 đô đó thì là nó có chừng 1.000 tiền vốn và 2.000 tiền lời, thì 2.000 tiền lời đó trong 12 tháng thì tức là 24.000, thì bạn lấy 24.000 đó trừ vô cái 70.000 cho để ra thì là cái net income mà trừ thuế của bạn là còn có 50.000. Chưa hết, mua nhà thì phải đóng thuế đất thì nó chỉ nói chừng là 2% của giá trị căn nhà. Bạn mua căn nhà 500.000, thuế đất là 10.000, thì là cái 10.000 đó bạn lại trừ vô được nữa trên cái gross income, tỉnh net income bạn còn xuống có 30.000. Mình tính trọn vậy ra, đó là tiền thuế đất, tiền bảo hiểm nhà mà nhà 500.000 thì nó chừng là 3.000 rưỡi 4.000, mình cho nó mình cho 4.000, thì cái 4.000 đó bạn được trừ vô cái thuế bạn nữa, là cái net income bạn nó xuống còn có 20 mấy ngàn. Mà nếu mà bạn hư phải sửa chữa này kia đó, sửa ống nước, làm máy mới, thì cái tiền mà sửa lại được trừ vô nữa. Thành ra nếu mà bạn trừ được nhiều quá đó thì có khi là trả thuế rất là ít. Thành ra cái đó là cái lợi bạn. Mình thấy thì mình trả nhiều, nhưng mà trừ vô tiền thuế thì nó xuống thuế. Bởi vì những nhà mà đầu tư đại gia đó, vườn là nhà cửa khách sạn biết bao nhiêu, họ trả hết lắm, họ trừ này trừ kia. Rồi nhà mà bạn ở, nếu mà bạn ở trên 2 năm rồi mà bạn bán đi thì trên 500.000 đô nó không có thì là khỏi bị trả thuế. Như bạn mua cái nhà 200.000, bạn ở 10 năm cái nhà đó lên 300.000, trả bằng 10 năm thì cái nợ bảo bằng chừng nợ thì nó bớt rồi, nợ ít chứ cũng còn nửa thôi, thấy không?
mỗi tiền mà bạn mua 100.000 bán ra 200.000 là bạn lời 100.000, thì cái 100.000 đó đó không bị đóng thuế. Ấp kia là tới 500.000 đô. Thành ra có nhiều người Mỹ họ, họ mua căn nhà 200.000 rồi họ ở dừng 3-4 năm cái họ bán đi, họ lấy tiền lời đó, họ không có trả lời nữa thì họ lấy tiền đó. Là có nhiều người Mỹ họ, họ mua căn nhà 200.000 họ ở tới 10 năm, 20 năm, 30 năm, từ từ cái nhà nó lên giá nữa, tới hồi 30 năm cái nhà có thể lên tới 1 triệu đô, thì là họ bán đi ha, để mà họ lấy tiền, họ phụ vô cái tiền già. Tại tiền hưu ở Mỹ ít lắm, bạn có làm nhiều tiền nữa là cái maximum tiền hưu nó tính là sao á, không có nhiều. Năm nay là thuế hưu á, nhiều nhất á là 2.700 mấy đó, không cao hơn. Thành ra 2.700 mấy đó sống đâu có đủ, chỉ vừa ăn thôi chứ đâu có đủ để tiền đi chơi, để tiền mua xe này kia. Ra người Mỹ ai cũng đầu tư bất động sản hoặc là chứng khoán để họ sau này họ tiền già đó, nên ra mua nhà lợi lắm. Còn cái này nữa, nếu bạn mua nhà sau này đó khi 10 năm rồi bạn trả nhà, trả giá, trả bớt tiền cho mượn rồi, thì bạn dùng cái nhà này làm đòn bẩy tài chính để mua thêm phòng trọ, mua thêm đầu bất động sản, để mà có hai cái. Thành ra một cái nhà là cái bước đầu tiên cho để cho tạo sự nghiệp bất động sản. Đừng ở mướn, tại tiền ở mướn là tiền vẫn ra cửa sổ, không có được trừ thuế. Mà tiền mua nhà thì tiền lời của nhà được trừ thuế. Mà mình nếu mình không muốn bán thì mình là chủ. Mình là chủ từ đây qua, bắt đầu mình mua là mình là chủ. Mình muốn cho mướn, mình muốn làm sao cũng được, không ai ràng buộc. Mình cho mướn một phòng, hai phòng mình kiếm thu nhập thêm. Thì không có ai mà ràng buộc mình, chỉ trừ khi nào bạn mua trong cái nhóm mà như là nhóm nhà mà nó có ban quản trị đó, thì là nó hơi rắc rối. Tại ban quản trị đó họ sẽ tạo thêm những cái luật mà làm cho bạn đời sống không có được tự do nhiều. Ví dụ như là nó ban quản trị là những người cũng là chủ trong dãy nhà đó, rồi họ cùng như họ bầu lên, thường là bầu tèo bầu nhau hết. Nó ra cái luật, ví dụ ra cái luật họ nói 9 giờ 10 giờ tối là không có được ồn ào. Bạn mở tiệc là bạn phải xin phép, mà mở tiệc thì kia cũng là 11 giờ 2 giờ là phải nghỉ. Ở nhà là một cái nhà đậu được 2 xe thôi, không đậu được 3 xe, rồi mất con mình nó lớn lên, nó đi học rồi nó cần xe rồi làm sao á. Nó có nhiều cái mà luật của tụi nó bầu tự tụi nó ra. Thành ra phần đông là mình hay nói với khách của mình đó, là mua nhà single house mà đừng có mua trong cái HOA. Tại HOA là nó có nhiều điều kiện lắm, mà HOA nó phải đóng tiền mỗi tháng cho nó, tháng nó đóng mấy trăm, mà bạn là đóng trễ hay đóng gì là nó phạt, đụng chút nó cũng phạt, bạn quên cắt cỏ một giày nó cũng phạt, nó khó chịu lắm bạn. Thì mình đã có làm gì chuyện HOA rồi, nhưng mà từ từ mình sẽ làm thêm cho bạn một chuyện HOA cho bạn nghe. Nếu mà bạn muốn sống tự do, bạn bè hội họp vui vẻ thì kia đó, thì là mình kiếm những cái nhà, những cái khu nhà nào mà nó không có HOA thì mình tự do hơn, không có bị ràng buộc. Mình có HOA nó nói là chứ không cho xe về thương mại đậu trong HOA. Thằng con của anh đó giờ nó muốn đi làm nghề taxi, thì xe taxi của nó là phải vẽ bông vẽ cành theo cái chữ taxi, nó không cho đậu, không đậu thằng nhỏ đi đậu ở đâu. Thì thưa kiện lên tòa này kia, sơ tàu nó bây giờ hễ mà mua cái giải che vậy nè, nhưng mà hễ mà xe taxi mà về tới nhà là phải lấy cái giải che lại để không thấy chữ taxi. Bạn thấy cái đó vô lý không? Nhà của mình đậu xe mình mà nó cũng không cho. Và nó ra quyền vậy, nó ra quyền chơi. Bạn có người đó có chỗ đó, có ví dụ nó đăng báo lên quá chừng là ông này làm cảnh sát, thì nó nói là xe cảnh sát cũng là xe thương mại không phải là xe tư nhân, thì nó không cho ông mua nhà rồi hết, nó không cho ông đậu xe, không cho ông đậu xe. Bạn nên ông là cảnh sát, ông về ông đậu xe đâu, nó là xe của chính phủ nữa, cái là thống đốc của tiểu bang đó mới nói họ đó, điều đình với họ là báo chí đài tivi loa nói quá chừng
sẽ nó cái luật của tụi tôi rồi là ai cũng áp dụng xe thương mại, xe cảnh sát gì là cũng phải phải không vô được. Rồi sau này người ta phản đối quá, người ta biểu tình quá thì nó mới thôi, đặc biệt là cho xe ông cảnh sát này vô được thôi. Bạn thấy cái đó là vô lý không? Nhưng mà cái đó là quyền của HOA nó vậy. Xin chào các bạn ha. Bây giờ chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và làm ăn thịnh vượng. Mình sẽ tiếp tục có bằng vấn đề nào trong video sau. Bye bye. We'll be right back.